Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Converter. Ở trong video ngày hôm nay, dĩ nhiên mình sẽ tiếp tục gửi tới cho các bạn thêm một bộ PC trong khoảng giá 14 triệu để anh em có thể sử dụng trong văn phòng. Thì bộ PC này sẽ đảm bảo được 3 yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó chính là về phần sức mạnh, sẽ đảm bảo cho anh em có thể làm được công việc liên quan đến Photoshop. Và yếu tố thứ hai đó chính là về phần giải trí, anh em hoàn toàn có thể giải trí vào những lúc cần thiết với những tựa game nhẹ nhàng. Và yếu tố thứ ba đó chính là về phần khả năng nâng cấp, có thể sử dụng lâu dài. Rồi, chúng hãy tập trung vào yếu tố đầu tiên đi, về phần sức mạnh. Sức mạnh của bộ PC này sẽ được cung cấp bởi CPU Intel Core i5 11400. Thì mình khẳng định với anh em luôn, và cũng rất nhiều người khẳng định đây là một trong những mẫu CPU Intel Core i5 tốt nhất mà Intel đã từng tạo ra. Bởi vì cái sức mạnh đơn nhân của mẫu CPU này rất tốt. Thì lướt qua nhanh một chút về phần hiệu năng, về phần thông số đi. Mẫu CPU này sẽ là mẫu CPU có 6 nhân 12 luồng xử lý, và xu nhiệt Turbo Boost sẽ rơi vào khoảng chừng 4.4. Nghe thì có vẻ bình thường khi so với thế hệ khác, thế nhưng Intel bảo rằng họ đã cải tiến cái IPC, tức là về khả năng xử lý đơn nhân của sản phẩm đã được cải tiến cao hơn rồi. Thì cụ thể thông qua một số phần test như kiểu là Cinebench R20 thì cái hiệu năng đơn nhân của mẫu CPU 11400 có thể đạt được là hoàn toàn không thua kém nếu như so với Intel Core i9 về mặt điểm số. Thì đấy là các bạn thấy được là Intel họ đã gọi là làm đúng những gì mà họ đã nói. Và tiếp theo về phần đa nhân thì sao? Vì đây vẫn là một mẫu CPU có 6 nhân nên về mặt cơ bản cái điểm số đa nhân sẽ loanh quanh khoảng chừng 4.000, là hoàn toàn phù hợp cho anh em kiểu render những video kiểu Full HD là ổn nhất. Thì mình cũng khuyến cáo cho anh em nếu như mua bộ PC này về làm việc công việc liên quan đến edit thì làm các cái project liên quan đến Full HD là ổn nhất, còn nếu mà 4K thì có vẻ hơi hardcore đấy. Còn tiếp theo, yếu tố thứ hai đó chính là về phần khả năng chơi game những lúc gọi là giải trí. Thì cái mẫu CPU này hoàn toàn có thể đáp ứng được bởi vì có đồ họa tích hợp mà. Điều thứ ba đó chính là về phần khả năng nâng cấp. Thì để đảm bảo yếu tố đó, dĩ nhiên mẫu main support cũng phải là phù hợp nhất. Thì đây là mẫu main tới từ Acer Pride H510ME. Đây là một mẫu main có thể nói là tương đối tốt của Acer và mức giá vô cùng rẻ, chỉ khoảng 2 triệu đồng mà thôi. Các mẫu main dòng H ngày xưa thì anh em thường đánh giá là chỉ sử dụng phù hợp cho mẫu CPU Celeron này, Pentium hoặc thậm chí là Intel Core i3 thôi. Lên i5 thì thường anh em sử dụng những mẫu main dòng B khác. Thế nhưng đến bây giờ thì mình có thể khẳng định với anh em luôn là mẫu main dòng H này hoàn toàn có thể cắm được mẫu CPU Intel Core i5 11400 hoàn toàn ổn mà không xảy ra hiện tượng bị thiếu điện. Còn nếu mà cắm i7 thì dĩ nhiên chúng ta có thể cân nhắc những main dòng B khác của Acer. Thì tập trung chính vào mẫu main này đi. Thì kết hợp với mẫu CPU Intel thế hệ thứ 11 thì Intel đã mở khóa cái khả năng gọi là XMP Extreme Memory Profile, tức là hoàn toàn có thể tăng bus RAM lên chính cái mẫu main H luôn, tức là mẫu main H có thể ép sung RAM được. Thì cái bus RAM mà mình khuyến cáo cho anh em sẽ rơi khoảng trừ 3.000 tới 3.600, em hoàn toàn có thể lựa chọn sao cho phù hợp. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cắm sẵn thêm RAM 8GB thôi, và nếu như anh em cần thêm gọi là hiệu năng cải thiện thêm này và cần nhiều RAM để xử lý thì hoàn toàn có thể nâng cấp thêm một thanh RAM 8GB nữa để nâng cái dung lượng lên khoảng chừng 16GB và chạy dual channel sẽ là phù hợp nhất. Một trong những yếu tố mà mình lựa chọn cái mẫu main này liên quan tới khe PCIe X16 nữa. Các bạn có thể nhìn luôn ở ngay trên main đây, các bạn có thể nhìn thấy luôn là khe PCIe X16 trông nó vẫn bình thường thôi, còn bọc thép. Thế nhưng đây là khe PCIe 4.0, tức là các bạn hoàn toàn có thể mua những mẫu card đồ họa RTX thế hệ mới nhất, kể từ mẫu RTX 3060 trở lên đi, có thể cắm vào được mà không sợ cái hiện tượng gọi là nghẽn cổ chai như một số các nghẽn thủ nói. Bởi vì nếu như mà khe này là khe PCIe 3.0 thì nhiều người sẽ bảo cắm RTX vào bị lãng phí đấy, không cắm được đâu. Thế nhưng bây giờ họ không còn gì để nói nữa rồi, cắm vào và sử dụng thôi, miễn sao bộ nguồn các bạn có thể support một cách hiệu quả nhất. Còn về phần ngay bên trên, dĩ nhiên không thể thiếu được đó chính là về khe HDMI rồi. Tầm này mà thiếu HDMI thì hơi phí. Thì với khe HDMI này sẽ hỗ trợ PCIe 3.0 Gen 3X4, tức là các bạn có thể cắm được hầu hết những cái mẫu SSD trên thị trường hiện tại mà không sợ cái hiện tượng gọi là bị thiếu băng thông cho mẫu SSD này có thể hoạt động. Còn về cổng kết nối thì dĩ nhiên sẽ là phù hợp đối với những anh em nào mà cần cắm nhiều các thiết bị như kiểu các cổng USB sẽ đầy đủ cả. Thì mình sẽ nói đến một số những cái điểm nhấn mà anh em có thể cân nhắc và chú ý đến khi mua. Đó chính là bên mình đã trang bị sẵn một bộ nguồn, đó chính là 500W. Nếu như anh em mua về, mức giá rơi khoảng chừng 11 triệu đồng, lắp thêm một thanh RAM nữa rơi khoảng 1 triệu nữa thì là bộ IC khoảng 12 triệu đồng. Và đợi một thời gian nữa, nếu như anh em nào mà thích thì có thể mua những mẫu card họa như kiểu là GTX 1650 hoặc bất kỳ một sản phẩm card họa nào mà anh em mong muốn để cắm vào sử dụng sao cho phù hợp với nhu cầu nhất. Và bây giờ thì mình sẽ test hiệu năng một chút để cho anh em thấy, và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.